Thưa quý vị, Tuệ Vân đang được hầu chuyện với Ni Sư Như Hiếu. Dạ, con. Dạ, thưa Ni Sư, thì chúng con đến thứ nhất là thăm chùa, đảnh lễ Ni Sư. Và tiếp theo nữa là chúng con tìm hiểu những cái món ăn của chùa. Khi con bước vào chùa, chúng con nhìn ngay thấy tượng Phật Quan Thế Âm. Thì Ni Sư có thể cho con biết là chùa mình hình thành được bao nhiêu năm? Chùa này hình thành năm 1937 tới 2008 thì cái này là cái ruộng nó bị khởi công làm tượng Âm, thì lúc đó cũng không có tiền mà rất là ham cái tượng Quan Âm, ham lắm. Cái đang lững lững hoài không biết suy nghĩ làm sao. Cái mới đáp đi nguyện với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, con thì con cũng muốn làm hết khả năng con cho ngài đẹp, ngài bền cho chúng sanh tu. Khi làm Đức Quan Âm xong là lúc đó mình đất nền nó luôn hết là 430 triệu, mà thưa thiệt với quý vị, hồi khởi công con làm là có 700 ngàn trong túi thôi, làm xong còn lại 1 triệu. Đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong khuôn viên thanh tịnh của Bửu An Tự, cơm chay cửa thiền đã rất cảm động khi nghe Ni Sư Thích Nữ Như Hiếu tâm sự câu chuyện trong hành trình phụng sự Phật Pháp của mình. Năm 1987, Ni Sư Như Hiếu mới về đây nhận chùa. Khi đó, chùa chỉ có 6 mét vuông với 4 cái lu và 1 bộ ván. Còn đây là hình ảnh của chùa Bửu An vào năm 1990 đã được trùng tu sửa chữa lần thứ nhất vì chùa cũ đã xuống cấp trầm trọng. Về sau, do quy hoạch đất, ngôi chùa đã phải di dời và khởi công xây mới hoàn toàn vào năm 2005. Con có nghe một câu chuyện rất là dễ thương, vì để có tiền làm chùa, đã có một thời gian Ni Sư phải gần như là phải va chạm với cuộc sống bên ngoài để có thêm kinh tế. Dạ, Ni Sư có thể kể cho con nghe cái câu chuyện nhỏ xíu đó được không ạ? Khó khăn lắm. Con của Hòa Thượng tu trì, cô có chồng ở thành phố, cô thấy vậy, cô mới về, cô nói thôi, chùa gách nát quá mà hai cô còn trẻ nữa, ở vậy không tiện đâu. Thôi để tôi phụ sửa, thì cô cho được 4 cây vàng. Là lúc đó mình bán 4 cây vàng đó, mình cất cái chùa sửa lại. Sửa lại thì thiếu 31 triệu. Thiếu 31 triệu, 2 năm trời không có trả được đồng nào hết á. Cái bị rầu, rầu lắm. Nhưng mà mình lúc đó đi từ thiện dữ lắm, đi suốt luôn. Thì vô tình mình mới ngồi kế cái em mà Hương Duyên, tiệm cơm Hương Duyên ở chợ Vườn Chuối đó cô. Ngồi ngang vậy nè. Cái bị nói chuyện thì 21 ngày thì cũng nhiều chuyện, nó mới ra chuyện. Thì cũng nói nó, cái em nó mới nói thôi cô lên đi, con hướng dẫn hết với cô, rồi cô kiếm tiền cô trả nợ, chứ cô vậy cô lo hoài sao được. Từ cái chỗ đó mới lên thành phố, rồi em nó mới hướng dẫn mướn nhà, rồi trước khi đi thì đắp y nguyện với hộ pháp, bữa nay hết nợ mơ còn gì liền. Thì khi mà mở ra rồi bán rất là đắt, đắt dữ lắm, rồi mình cũng chịu khó bán xong trả hết nợ thôi mình về mình tu. Rồi cô chủ nhà cô mới biểu thờ Hùng, nói thôi hứa với Phật về là về, ở lại giống nói láo lắm, thôi về thì... Đó, các bạn nghe thấy không? Đây là một câu chuyện rất là cảm động. Và câu chuyện vừa rồi là một câu chuyện rất là đẹp. Vừa có lòng từ bi, vừa có lòng hiếu thuận, và vừa có sự trung thủy, vừa có luôn một chữ tín. Cách đây không lâu, chùa được Phật tử cúng dường 2.000 mét vuông đất để trồng dừa. Cứ mỗi dịp thu hoạch, các ni sư chỉ giữ lại một ít để làm kinh tế phụ, còn phần lớn đều đem chia sẻ, cúng dường cho các chùa bạn phương xa. Ngoài ra, các ni sư cũng tự trồng trọt, chăm chút thêm vườn rau sạch, nho nhỏ, cho bữa cơm đạm bạc hàng ngày.
chúng con về đúng ngay đất Bến Tre là xứ Dừa. Và Ni Sư có hứa rằng hôm nay Ni Sư sẽ hướng dẫn cho chúng con một số món ăn từ Dừa. Hôm nay là Ni Sư định sẽ cho chúng con biết những món ăn gì về Dừa. Một cái món lẩu củ hủ dừa, với củ hủ dừa chiên mướp ớt, với lại một món củ hủ dừa hấp mà mình ăn muối tiêu chanh rất là ngon. Dừa đào phật. Bước vào căn bếp của chùa Bửu An thật thương làm sao, bởi từ cái bàn gỗ cho đến chiếc cối xay và cả cánh cửa gỗ đều mang dấu ấn thời gian và đong đầy kỷ niệm. Đây là những vật dụng của Hòa Thượng trụ trì năm xưa để lại, được Ni Sư Như Hiếu trân quý giữ gìn. Thưa quý vị, Tuệ Vân đang ở trong gian bếp của chùa Bửu An. Và hôm nay rất là đặc biệt, vô cùng là đặc biệt, bởi vì Ni Trưởng ở Như Hiếu sẽ là người trực tiếp nấu hai món ngày hôm nay. Và bây giờ thì con thấy là trên cái mâm này đang có 3 miếng củ hủ dừa và một chén muối ớt. Thì con không biết là món đầu tiên của mình sẽ là gì ạ? Dạ, trước hết là mình sơ chế, mình cắt nó ra xong cái mình hấp. Dạ. Mình hấp cho nó thiệt là chín, mình lấy cái tăm sữa răng á. Dạ. Mình chọt nó vô vậy mình thấy nó mềm. À, là vâng. Nó đã chín. Dạ vâng. Rồi mình đem nó ra, mình chờ cho nó nguội xong cái mình ướp muối ớt này vô. À. Độ khoảng nửa tiếng. À dạ. Dạ, cho nó thấm xong cái mình chiên vàng, thế là mình ăn cơm. Ồ. Dạ, rất ngon. Vâng. Đâu, Phật. Các bạn ơi, một món ăn vô cùng hấp dẫn. Thứ nhất là khi có củ hủ dừa dày khoảng 2 cm và chúng ta luộc chín. Dạ, tức là chúng ta cắt rồi chúng ta mới hấp. Yeah. Và sau khi hấp rồi chúng ta để nguội. Yeah. Muối ớt ở đây thì thành phần gồm những gì ạ? Dạ, thì muối ớt thì cô biết rồi đó, mình thêm tí bột ngọt để cho nó dịu xuống. Dạ, chỉ có là muối. Yeah. Và ớt, ớt tươi. Yeah. Nha các bạn. Yeah. Và dằn một tí xíu bột ngọt để cho cái vị nó dịu. Yeah. Bây giờ con sẽ làm thử ạ. Yeah. Ướp vậy phòng ạ? Dạ, ướp vậy. Dạ, bây giờ là con đã ướp muối ớt vào đây rồi. Con thả vô nha. Dạ, yeah, như đâu vậy? Dạ, thưa Ni Sư, như vậy là món này là chúng ta ăn chơi hay là ăn cơm ạ? À? Hay là con nói ví dụ như mình thích mình kẹp bánh mì ăn được không ạ? Như đâu vậy? Dạ, được hết. Dạ. Dạ, mình chiên vàng hai mặt. Nói chung là mình chỉ cần chiên vàng hai mặt là đã ăn được rồi. Yeah, dạ, con hiểu rồi. Dạ. Yeah. Và khi chiên vàng hai mặt rồi thì chúng ta sẽ xếp ra đĩa. Thơm quá. Thơm ạ. Rất là thơm. Và Tuệ Vân nghĩ rằng rất là hấp dẫn. Bởi vì bản thân của hủ dừa vị đã hơi béo béo, ngọt ngọt, mà lại thêm với lại muối ớt ở bên ngoài, thì đây là một món ăn có lẽ là lạ miệng. Và các bạn biết đấy, món ăn gì lạ miệng thì sẽ dễ bắt cơm. Dạ, con cảm ơn Ni Sư đã dạy cho con món thứ nhất. Nhưng món thứ hai con tò mò không kém. Và bây giờ là món ăn chính của ngày hôm nay. Đó là món lẩu củ hủ dừa. Dạ, thưa Ni Sư, con nghe Ni Sư nói với con rằng về Bửu An là phải ăn thử lẩu củ hủ dừa mới đúng là vị của Bửu An. Con rất là hồi hộp vì con đang được chuẩn bị thực hành cái món này. Và theo như con thấy thì để con hỏi lại Ni Sư xem có đúng các cái nguyên vật liệu đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta phải có củ hủ dừa này. Trên củ hủ dừa Tuệ Vân thấy có mấy cây sả. Chúng ta có nấm rơm, có nấm đông cô khô ngâm mềm, có một ít đậu hũ non. Và gia vị, cái này là hạt nêm chay, đây là bột ngọt, đây là muối, đường. À, dạ, gánh nước tắc. À, đây là nước tắc, đây là nước khóm. Yeah. Có hai loại nước tạo chua.
Thứ nhất là nước tắc và nước khóm. Dạ, thưa ni sư, vì sao con phải dùng hai loại này? Dạ, nước khóm thì nó tạo cho cái nước lẩu mình nó vừa trong mà nó vừa vàng, rất là đẹp. À, vừa trong lại vừa vàng. Dạ, vàng cái nước lẩu. Thì lại chua chua, ngọt ngọt, dạ. Và nhất là lại thơm thơm. Đúng dạ, không? Đúng rồi, thơm mùi khóm. Dạ. Nhưng mà nó không có đủ đồ chua thì mình mượn cái tắc. Mà dứt khoát thì không được dùng tắc riêng. Dạ, dạ. Ai gì đâu. Bắt buộc là phải có khóm. Phải có nước dạ, khóm. Con hiểu rồi. Dạ. Bây giờ thì nước đã sôi rồi, con bắt đầu từ đâu ạ? Dạ, trước hết mình để xả vô cho mình lấy cái hương. À vâng. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ cho xả vào và xả nhớ đập dập nha. Cho vào đây. Sau khi nấu xả cho ra vị thơm thì dạ. Con tiếp theo con cho gì ạ? Dạ, bắt đầu mình mới gia vị, mình nêm bột ngọt, muối, đường vô hết. À, dạ, lại cho gia vị vào trước. Dạ. Bây giờ con nêm dạ. Nha. Dạ. Sẽ cho hạt nêm, một ít muối. À, lẩu này vị ngọt là chính không ạ? Dạ, cũng chua chua ngọt ngọt. Vừa, dạ. Dạ. Con cho một đường, dạ. Xíu bột ngọt. Xong mình để cái nước khóm vô. À, dạ. Bây giờ cho nước khóm. Dạ. Con cho hết không? Dạ hết luôn đi thưa cô. Dạ hết đi. Nhiều ra hỏng chua rồi. 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 Đó. Đấy, sư để vô sư thấy cái nước lạ liền nha. Dạ. Các bạn ơi hay lắm đây nè. Dạ. À, đó. Dạ. Ni sư nói rất là đúng. Nè, nước trong. Mà nó và vàng. Nó lại màu vàng. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo ạ. Xong cái mình đi nêm. Nêm có đủ chua chưa? Nếu chưa thì mình để thêm tắc. Còn nếu đủ rồi thì thôi. Còn nêm nha. Dạ. Dạ, chưa chua lắm. Chưa chua lắm thì dạ. Cô Tị Vân để thêm tí tắc nữa. Dạ, nhưng mà con thấy là nó ngon lắm rồi. Con dạ. Thêm tí tắc. Dạ, xong cái mình để tàu hũ vô. À, dạ. Tàu hũ tại vì hũ là loại nó lâu thấm nhất, mình dạ. Phải cho nó vô trước. Dạ. À, con hiểu rồi. Dạ. Trước nào giờ mọi người cứ nói cho tàu hũ sau cùng. Dạ. Bây giờ con mới hiểu. Đúng rồi, tàu hũ là phật. Nó lâu thấm. Đợi cho nó sôi thiệt là đẹp. Dạ. Mình để nấm rơm vô. Thì cái độ chua với độ mặn của cái chất chua của nước mình để nấm rơm vô nấm sẽ giòn. À, mẹo nữa. Dạ. Các bạn, mẹo thứ nhất là đậu hũ cho trước để làm sao đậu hũ thấm. Và cái tiếp theo là chúng ta sẽ cho nấm rơm để nấm rơm được giòn. Dạ. Đó, nó rút cái chua, cái ngọt, cái muối nó trong đông tay nấm rất là ngon. Vâng, vâng. Dạ. Dạ, và cuối cùng thì mình cho nấm đông cô. Dạ. Đấy là chúng ta có một món lẩu rất là ngon rồi đó. Dạ. Dạ. Vâng, thế thì cuối cùng thì con cho cái dạ. cái này vào hay sao? Không, cái này mình để vô cái lẩu luôn. Cái này cho vào trước. Dạ, cho vào trước. Coi như là có bao nhiêu phần này cho vào đây trước. Dạ. Yeah. Kể cả xả. Dạ, kể cả xả luôn không sao. Wow. Mình ăn mình bỏ ra. Yeah. Đúng rồi, con thấy có mùi xả thơm lắm ạ. Dạ. Yeah. Các bạn ơi, bây giờ Tuệ Vân sẽ múc nước lẩu cho vào nồi. Và các bạn biết đấy, lẩu thì phải để trên một cái bếp để giữ nóng. Yeah. Yeah. Bây giờ nồi lẩu của Tuệ Vân được học đã xong, rất là hấp dẫn. Rồi bây giờ rau ở đây thì Tuệ Vân thấy có ngò gai, ngò om, yeah. Mình có thêm cần tàu và cuối cùng mình cho một bát ớt ở trên. Hiếm nơi nào có thể chế biến được nồi nước lẩu có vị ngọt thanh như thế. Một trong những điều đặc biệt nhất làm nên hương vị riêng của món lẩu củ hủ dừa ở chùa Bửu An đó chính là nước lẩu được nấu từ nước khóm và nước tắc, vừa cho màu vàng đẹp mắt, hấp dẫn lại vừa tạo vị chua dịu nhẹ cộng hưởng với mùi thơm của nước dừa tươi và thơm nồng của xả. Tất cả hòa quyện với nhau rất hợp vị. Lẩu củ hủ dừa ở đây khi ăn có cảm giác giòn, thú vị vô cùng. Củ hủ dừa thì hơi sần sật. Còn nấm rơm và nấm đông cô đều được cho vào đúng lúc. Đây
là bí quyết của ni sư để giữ được độ giòn tươi ngon của nguyên liệu. Ngoài ra, đậu hũ được cho vào nồi lẩu sau khi nêm vừa gia vị, cho nên không bị nhạt miệng mà lại rất vừa ăn. Chương trình Cơm Chay Cửa Thiền xin được tạm khép lại tại đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.